Cái bài độc thoại ngày hôm nay tôi xin được bịt mắt lại. Tôi cũng biết Ngô Kỷ không có tú tài một. Và Ngô Kỷ không hề đi lính. Mà chỉ có những thằng ngu nó mới chửi ông Hồ Chí Minh thôi. Còn thằng khôn nó không còn chửi ông Hồ Chí Minh. Tôi xin chứng minh. Khi người ta nói television hoặc là Việt Vision, chứ không ai nói vision, không ai nói television, thì Ngô Kỷ nó không biết chữ S khi nó nằm giữa năm nguyên âm sau đây: A, E, I, O, U. Thì chữ S phải đọc là chữ Z. Mà Ngô Kỷ nó không có đậu tú tài một, mà nó sinh 953, khi bị đưa ra tòa đó, báo người Việt phải ghi rõ tên tuổi ngày sinh của mình. Sinh 953. Thì năm 72 là 19 tuổi, 18 tuổi đậu tú tài 1, đậu tú tài 2, đậu năm thứ nhất của đại học đều bắt đi lính hết. Như vậy chứng tỏ rằng Ngô Kỷ không có bằng tú tài 1, không có bằng tú tài 2, mà cũng chẳng có năm nào học đại học hết. Vì anh không có lược giải cá nhân 17 tuổi thì 18 tuổi anh đâu có lăn tay được. Thì làm sao anh có căn cước? Mà không có căn cước thì làm sao anh đi học đại học được? Cho nên nhắm mắt lại, tôi cũng biết tất cả những thằng ngu mới chống lại Hồ Chí Minh. Mà cái thằng Vũ Hoàng Lân nó cho cái thằng Ngô Kỷ lên nói là nó lợi dụng những thằng ngu. Ở các nước nhược tiểu người ta khai thác sự ngu đần của dân chúng để làm giàu. Còn ở Mỹ đó, thì các cái tòa án nó đăng cái hình cái người làm chánh án là bị mù. Thì ngày hôm nay giữa báo nói và báo viết nó khác nhau một điểm là ngày xưa đọc báo viết đó, là người ta để đi tìm kiến thức, còn ngày nay người ta nghe báo nói, người ta phải có kiến thức để phân tích được báo nào nói đúng và báo nào nói sai. Hôm nay đó, chúng tôi xin được kính chào đồng bào thí giả trong và nước trong kênh Bảo Trâm Việt Vision. Trước đây tôi có chứng minh ông Ngô Kỷ không có học tú tài một bằng phương pháp khoa học đàng hoàng là vì người mà bịt mắt mù như tôi á, cũng thấy ông Ngô Kỷ không có bằng tú tài một là vì một chữ S nó nằm sau nguyên âm á, A, E, O, I, U. Thì chữ S á, phải đọc là Z. Vì không ai đọc television á, mà tất cả mọi người đọc là television. Thì ngày hôm nay đó, tôi xin cống hiến cho quý vị biết tại sao mà tôi viết cái chữ nó ngay ngắn như vậy, là vì tôi vẽ cái ô vuông á, khi chờ từ đội 1 cho tới đội 51 bước ra khỏi trại cải tạo để đi lao động, thì mỗi một ngày ấy, mình vẽ một cái ô vuông dưới đất và mình viết chữ A, chữ B, chữ C và chữ D ngay ngắn thế này, viết mãi thì chữ nó ngay rồi. Và tôi viết chữ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 cho đến số 10 đó, số 9 đó. Tôi viết rất rõ như thế này. Viết giống như là trên computer. Như vậy mới thành số 4. Và khi tôi viết chữ S đó, thì tôi viết đúng như là chữ S ở trên computer. Rồi chữ W cũng viết như vậy. Lâu dần thành chữ quen. Mỗi ngày khi tôi đi
đi vệ sinh, tức là đi y, tức là đi cầu. Tôi viết một chữ như vậy ở trên cầu tiêu, chữ mới. Và khi tôi dặn mấy đứa học trò của tôi bên Texas, mà ngày nay có những đứa nó lên Master PhD, tôi bảo là mày viết cái chữ book, cái chữ mà mày chưa học à, lên trên dashboard, tức là trên cái thành cái ghế đậu xe của mày. Mỗi một ngày khi mà mày đi vào đi ỉa một lần, mày học một chữ, thì 365 ngày ấy, mày học được 365 chữ. Và khi mày bị kẹt xe trên freeway ấy, thì mày học cái chữ book này nè, ở trên cái dashboard, tức là trên cái mặt kính xe của mày, thì mày sẽ học được. Trong 2 giờ mà mày kẹt xe trên freeway đó, thì mày học được một chữ. Hôm nay á, tôi phân tích cho quý vị thấy những điều mang tính cách mỹ dân. Communist, tức là cộng sản, mà siêu cộng sản là super communist. Tất cả sĩ quan HO đến Hoa Kỳ, họ đều nhận ra được rằng nước Mỹ là siêu cộng sản. Thế nó siêu ở chỗ nào? Chúng tôi phân tích cho quý vị. Việt Nam bảo là những người chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam nói là Việt Nam Cộng sản là vô thần, vô gia đình và vô tổ quốc. Tôi xin chứng minh ông Joe Biden là vô thần, siêu cộng sản. Ông Joe Biden là người Công giáo mà ủng hộ phá thai. Ông Donald Trump là tin thành mà lại chống phá thai. Như vậy mỹ dân là ai thắng ai? Thì ông Joe Biden thắng cử. Cho nên siêu cộng sản phá thai chống lại Công giáo đó là ông Joe Biden. Demagogy, tức là mỹ dân, mà demagogist là người Mỹ, chủ trương mỹ dân là lừa dân. Như vậy, cộng sản vô thần, siêu cộng sản của Mỹ đó, nó mỹ dân, nó lừa dân. Thế thì ngày hôm nay tôi nói lý do tại sao mà tôi làm các YouTube. Nó có lợi cho tôi chứ không có lợi cho ai hết. Tôi xin chứng minh chủ nghĩa cá nhân. Nếu bây giờ tôi không làm các bài độc thoại này, trí óc tôi mỗi ngày một lụn bài đi. Có đúng không ạ? À? Mà ở Mỹ 90 tuổi người ta đậu bằng BSBA Master là chuyện bình thường. Thì giờ để cho trí óc tôi minh mẫn cho đến năm 75, 80 tuổi, thay vì khi phải vào các dưỡng trí viện hoặc các nhà hu dưỡng, trước khi vào lò thiêu, tôi làm các bài độc thoại để cho tôi nhớ. Và tôi luôn luôn làm cho cái gray matter, tức là chất xám của tôi, luôn luôn chú ý. Hôm nay tôi đưa ra những chữ M mà người ta bảo rằng tách ra khỏi Trung Quốc đi. Thì thưa quý vị, cái mass production supply chain vừa rồi Trung Quốc nó ngừng cung cấp các sản phẩm cho nước Mỹ đó, thì nước Mỹ tê liệt. Tôi xin chứng minh. Đến hôm nay chiếc xe Ford cũ kỹ của tôi bán được 5.000, mặc dù trước đây tôi mua cách đây 10 năm 3.000 đồng. Tại sao bây giờ cái xe nó mắc? Là vì bây giờ Trung Quốc không cung cấp đủ các cái vật liệu để mà ráp cái xe F-150. Cái đó nó gọi là mass production supply chain. Chain là sợi dây xích, dây chuyền cung ứng và supply. Thế bây giờ muốn thành công trong vấn đề business thì đầu tiên người đó phải có tiền, là money.
Và cái người đó phải biết đầu tư vào thị trường nào là marketing. Và người đó phải biết mua máy sản xuất là cái gì, gọi là machine. Và khi mua vật liệu, thí dụ như anh mua vật liệu làm khẩu trang thì anh phải mua vải, mua dây thun. Cái đó gọi là material. Mà khi anh muốn sản xuất để giàu thì anh phải làm sản xuất nhiều, gọi là mass production. Mà anh muốn bán sản phẩm nhiều thì anh phải lên quảng cáo, gọi là mass media. Mà anh bán được á thì anh không có thể nào anh vừa sản xuất mà anh vừa đi ra bán được, thì anh phải qua trung gian, gọi là middleman. Mà cái người manager giỏi để quản lý về nhân lực, vật lực và tài lực, người đó phải là manager, người đó phải có bằng MBA, tức là Master về Business Administration. Administration tức là hệ thống quản lý. Thế chúng tôi hỏi quý vị nhé. Đến đây nó hết à? Nó có 9 cái M thôi sao? Một M thì không có S, số nhiều thì thêm S. Chúng tôi mời độc giả trong và ngoài nước hỏi thêm cái số 10 là gì. Thì mới đây trong cuộc khủng hoảng tôi mới thấy nó có thêm mass production supply chain. Nó bị cắt đứt các cái phần cung ứng về sản phẩm và nhiên liệu. Như vậy hoàn toàn tôi có lợi cho cá nhân tôi, theo chủ nghĩa cá nhân. Tôi sử dụng đầu của tôi. Và chính vì vậy, sau 10 năm tù cải tạo, tôi có thể đọc được tờ báo Epoch hay bất cứ tờ báo Mỹ nào, Newsweek hay là Paris Match hay là Washington Post. Chúng ta chỉ có thể làm kinh tế được khi chúng ta là những người biết tiết kiệm. Có đúng không nè? Anh không thể nào làm kinh tế mà anh không tiết kiệm, vì ông bà mình xưa nay nói là buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiền. Economy là kinh tế, economist là kinh tế gia. Muốn làm kinh tế phải biết tiết kiệm. To economize. Tôi bảo với thằng em tôi này, buôn tàu bán bè không bằng ăn già tiền, nhịn thuốc mua trâu thì mịn nhịn chậu mua ruộng. Một ngày mày hút một gói thuốc như vậy thì ông cố nội của tao á cũng không thể giúp mày thoát cảnh nghèo được. Thằng giàu bên Việt Nam và thằng giàu bên Mỹ giống nhau ở điểm này. Nó thích khoe chứ nó không có trò. Nó chỉ có bài toán cộng chứ nó không có bài toán trừ. Mà đám ngu thì nó thích nghe những lời nịnh nọt nó. Cho nên tôi mới có bài thơ: chuột thường chết vì mèo đen, thằng chết nó cũng thích nghe kèn. Tôi nói lên sự thật, người ta nghe không quen. Vì vậy cho nên tôi khen xối xả, dù điều khen nó không không đúng như sự thật. Đàn bà nó thích nghe khen, thằng dốt thích nịnh nó. Cha Nguyễn tầm thường nó là một vị linh mục của dòng Chúa Cứu Thế. Mà dòng Chúa Cứu Thế khác với các linh mục ở các cha xứ. Các cha xứ thì giáo dân nuôi, còn các cha trong dòng Redemptorist Father đó, tức là dòng Chúa Cứu Thế, thì đi tới đầu giảng thì
ai biếu cái tiền gì thì đem về trong giáo hội, trong tịnh dòng tự mua thức ăn lấy mà ăn. Không có giáo dân nào nuôi. Thì cha Nguyễn tầm thường có viết tặng linh mục là cái thùng rác. Ngài chứng minh cái thùng rác mỗi ngày chúng ta đem đổ và đem rửa. Tôi ngồi tôi nghe cha Nguyễn tầm thường nói, ủa tại sao linh mục lại là một cái thùng rác? Thì mỗi một ngày linh mục phải nghe xưng tội đúng không? Bà kêu bảo vào thưa cha đó, con mới ngoại đàn ông á, nói thưa cha gian lận. Thì con mới ăn cắp thì có phải mỗi cái tội đó là một cái rác thảy vào trong lỗ tai của linh mục không? Và chúng ta mỗi ngày phải đổ thùng rác đi, chúng ta phải rửa cái thùng rác đi. Thì cha khuyên mỗi linh mục á, phải tự clean up. Tôi nói rằng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đó gửi hậu môn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phải khi ăn đây là đầu của sung sướng, lỗ đít là nơi cuối cùng của sự sung sướng không? Như vậy chúng ta phải rửa miệng và mà phải rửa rửa đít. Kính cảm ơn. Nào như tổ quốc của tôi, đất cha ông chưa nguôi ngày đoàn tụ, trong nguy nan vẫn gồng lên giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn tù.